Heyo, chào mừng tất cả mọi người đã cùng quay trở lại với channel GZ là Ga. Và trên tay mình đang là chiếc Bphone B86 mà mình nghĩ là đã rất, hoặc là bạn nào đang xài B86 thì gặp rất là nhiều những cái trường hợp vào thời gian gần đây đang hot với chiếc máy này. Đó chính là chiếc Bphone B86 không vượt qua cái chứng chỉ Google Play Protect, cho nên nó sẽ không thể nào cài được cái app Netflix. Và như các bạn biết đó, thì khi mà các bạn vào những cái yêu cầu của app Netflix thì họ sẽ yêu cầu chúng ta là sẽ phải đạt được cái chứng chỉ Play Protect để có thể cài được cái app này, hay đúng hơn là xuất hiện được cái app Netflix ở trên Google Play Store. Lý do tại sao thì cái này đơn giản thôi, bởi vì Netflix là họ là một nhà cung cấp phim bản quyền, cho nên họ không thể nào mà kiểu như là cung cấp giống như dạng là không chính thức, thì sẽ có những người họ sẽ trích xuất phim của Netflix ra để có thể dùng cho cái nhu cầu chuộc lợi bản thân. Thì đó là cái Netflix họ bảo đảm cho cái bộ phim của mình luôn luôn được bảo mật và cũng như là mang tính bản quyền tốt nhất. Và quay trở lại với việc đó chính là chiếc Bphone B86 có cài được Netflix hay không, thì câu trả lời đó chính là có. Nhưng việc cài được là một chuyện, mà việc mà các bạn coi được ở cái độ phân giải cao nhất khi mà các bạn trải nghiệm phim ở trên Netflix hay không thì đó lại là một câu chuyện khác. Và ngay trong video này thì mình cũng sẽ chia sẻ nó cho mọi người luôn. Đi thẳng luôn vào câu trả lời thì chiếc B86 có thể coi Netflix ở độ phân giải Full HD, tức là độ phân giải maximum mà cái màn hình này có thể phát được. Và để đạt được cái điều này thì tất nhiên là chiếc Bphone B86 sẽ phải đạt một cái chứng chỉ, đó chính là Wi-Fi L1. Thì cái chứng chỉ này thì nó cũng được cung cấp trên rất là nhiều những smartphone từ tầm trung, giá rẻ hay là cao cấp. Chỉ có một vài máy cũ sử dụng chứng chỉ L3 thì sẽ không thể nào mà xem được Netflix ở độ phân giải Full HD thôi. Và cái chứng chỉ này tại sao phải cần? Bởi vì đơn giản là Netflix họ yêu cầu như thế thôi. Những chiếc máy đạt chứng chỉ Wi-Fi L1 thì sẽ xem được những nền tảng phim ở trên Netflix một cách ở độ phân giải cao nhất. Tức là khi mà các bạn mua những cái gói như là Ultra HD 260K một tháng thì các bạn buộc phải có cái chứng chỉ Wi-Fi L1 thì các bạn mới có thể xem toàn bộ những cái trải nghiệm mà các bạn có, như là màn hình HDR hay là màn hình, nói chung là những cái thể loại màn hình xịn 2K, HDR các thứ, thì phải có cái chứng chỉ đó thì các bạn mới có thể sử dụng Netflix một cách trải nghiệm tốt nhất được, tức là ở coi có độ phân giải cao nhất đấy. Và cài được Netflix qua B86 thì tất nhiên là chúng ta không thể nào cài trực tiếp trên Google Play Store được rồi, mà chúng ta sẽ phải cài thông qua một app APK khác. Thì khi đó các bạn mới có thể cài xuống và các bạn vẫn có thể đăng nhập và sử dụng Netflix một cách bình thường, xem phim Full HD các thứ rất là thoải mái ở trên B86. Đến với điểm thứ hai mình muốn chia sẻ cho mọi người trong video này là làm như thế nào để biết được là smartphone của bạn có được đạt cái chứng chỉ Wi-Fi L1 hay không để xem Netflix một cách tốt nhất. Thì cái này rất đơn giản thôi, các bạn chỉ cần vào app Netflix mà các bạn đang cài sẵn trên máy thì các bạn sẽ vào dấu ba gạch ở phía góc phải dưới cùng của màn hình này, và sau đó các bạn sẽ vào cái phần cài đặt ứng dụng. Trong phần cài đặt ứng dụng này các bạn sẽ truy cập vào cái mục đó chính là quy cách phát lại. Thì trong này các bạn sẽ thấy là máy của bạn có đạt chứng chỉ là Wi-Fi L1 hay không. Còn nếu như các bạn không đạt chứng chỉ Wi-Fi L1 thì các bạn sẽ đạt cái chứng chỉ là Wi-Fi L3. L3 thì nó sẽ thấp hơn một chút, tức là các bạn sẽ không thể nào trải nghiệm được một cái phim hay là một video nào đó trên Netflix một cách ở độ phân giải cao nhất. Và ngoài việc các bạn check ở trên app Netflix ra thì các bạn cũng có thể check bằng một cái app bên ngoài. Nếu như trường hợp mà bạn nào đi mua máy, một cái máy có màn hình đẹp và các bạn muốn chủ yếu là để xem phim trên Netflix một cái độ phân giải cao nhất, thì các bạn không thể nào mà đăng nhập cái tài khoản của bạn vào một cái máy mới mà các bạn chưa mua, đúng không? Thì nó sẽ rất là mất thời gian. Thì các bạn chỉ việc lên Play Store và các bạn tải cho mình một cái ứng dụng tên là DRM Info, và trong cái app này thì nó sẽ cung cấp cho bạn toàn bộ những cái thông tin như là liên quan về brand máy này, và đặc biệt là cái Wi-Fi CDM. Thì ở đây các bạn sẽ thấy là cái dòng Security Level thì ở đây nó đạt là L1. Như chiếc Bphone B86 của mình đang cầm trên tay thì nó đạt được cái chứng chỉ đó. Do đó thì mình có thể xem phim một cách Full HD, trải nghiệm các thứ nó rất là rõ ràng, không bị giảm chất lượng hay gì cả. Đến với điểm thứ ba, đó chính là việc làm sao để các bạn có thể trải nghiệm được phim trên Netflix một cách tốt nhất ở độ phân giải cao nhất. Thì ngoài việc đó chính là các bạn có thể xem trực tiếp ở trên Netflix thì nó sẽ phụ thuộc vào cái băng tần mạng của các bạn. Đó chính là mạng mạnh thì các bạn sẽ xem được phim ở độ phân giải cao, và nếu mạng yếu thì các bạn sẽ chỉ xem được phim ở độ phân giải thấp mà thôi. Cái cách để có thể hạn chế vào việc đó chính là phụ thuộc vào mạng khi mà các bạn xem phim thì các bạn có thể bấm tải cái tựa phim nó về, và tất nhiên là các bạn cũng phải thiết lập cái độ phân giải khi mà các bạn tải xuống cũng phải là ở mức cao nhất nha. Thì khi đó phim mà các bạn tải về các bạn xem offline ở trên app Netflix thì nó mới thể hiện được ở cái độ phân giải cao nhất để các bạn có thể trải nghiệm một cách tốt nhất khi mà xem phim. Rồi, và đó là những cái chia sẻ của mình dành cho những bạn nào đang thắc mắc về chiếc B86 trong khoảng thời gian vừa qua, là tuy không được chính thức cài Netflix ở trên app Play Store thì các bạn có được xem phim bằng cách là cài qua APK ở cái độ phân giải cao nhất hay không. Thì câu trả lời của mình đó chính là có. Chiếc Bphone B86 này vẫn đạt được chứng chỉ Wi-Fi L1 để cho các bạn có thể xem phim các thứ một cách tốt nhất. Và ngoài đó ra thì cũng có những cách mà mình đã chia sẻ cho các bạn ở trên những chiếc máy khác là coi như thế nào cho tốt, hay là máy của các bạn có đạt chứng chỉ Wi-Fi L1 hay không. Và các bạn cảm thấy sao về video này? Nếu cảm thấy nó hữu ích, đừng quên bấm like, share và subscribe GZ. Là Ga, gặp lại mọi người trong những video tiếp theo.
Hey.